Kia mới đây vừa được bổ sung phiên bản X-Line mới, với màu sơn xám nhám khá ấn tượng. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Cairns X-Line sẽ có giá giao động từ 1,894-1,944 triệu rupee khoảng 555-569 triệu đồng. Sau gần 2 năm có mặt tại thị trường Ấn Độ, mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Cairns đã được bổ sung phiên bản mới mang tên X-Line. Đây không phải là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Kia có phiên bản này. Được định vị như phiên bản cao cấp nhất trong dòng MPV này kia Kerens x Line chẳng những có trang bị đầy đủ hơn, mà còn thay đổi nhẹ ở ngoại hình. Theo đó, phiên bản đắt nhất của kia Kerens ở thị trường Ấn Độ, được bổ sung màu sơn xám nhám matte graphite mới. Màu sơn này chỉ dành riêng cho kia Kerens x Line mới, mang đến vẻ ngoài thể thao và khỏe khoắn hơn. Tương phản với màu sơn này là những chi tiết mạng chrome, như nẹp vắt ngang đầu xe và viền cửa sổ. Trong khi đó, lưới tản nhiệt, viền cản trước trên sau, viền của vành la răng và bagger nóc lại được sơn màu đen bóng. Bộ vành 16 inch của Kia Keren X-Line vẫn có thiết kế 5 chấu kép, như các phiên bản thấp hơn. Nằm phía sau bánh trước là cùng phanh sơn màu bạc. Tương tự ngoại thất, nội thất của Kia Keren X-Line cũng được điều chỉnh nhẹ với tông màu chủ đạo là xanh đậm và đen, phối cùng viền chỉ màu cam ở một số khu vực. Khác với các phiên bản thấp hơn, bản X-Line chỉ có nội thất 6 chỗ ngồi với hai ghế thương gia ở giữa xe. Điểm nhấn tiếp theo của nội thất nằm ở màn hình gối 10,1 in trên lưng ghế phụ lái. Màn hình này có tính năng chia sẻ với màn hình cảm ứng trung tâm nằm trên mặt táp lô. Đồng thời, hành khách có thể dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để chỉnh màn hình giải trí này. Ngoài ra, Kia Kerens x Line còn có những tính năng nổi bật như màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 in, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh panorama và làm mát ghế trước. Nằm bên dưới nắp capo của Kia Kerens x Line là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 160 mã lực và mô men xoắn cực đại 253 Newton Động cơ này đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 116 mã lực. Động cơ đồng hành cùng hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Carens X-Line có giá khởi điểm 1,894 triệu rupee, khoảng 555 triệu đồng, cho bản máy xăng và 1,944 triệu rupee, 569 triệu đồng cho bản máy dầu. Ở Việt Nam, Kia Carens hiện cũng đang được phân phối chính hãng với tổng cộng 8 phiên bản và giá bán giao động từ 589-859 triệu đồng. Tuy có giá bán không phải rẻ nhất phân khúc nhưng mẫu MPV này vẫn sở hữu doanh số tương đối ổn định, cộng dồn đạt 2.199 xe trong 8 tháng đầu năm nay. Video đến đây là hết, nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.